Chương 311, đồng thoại trấn, một bên Tiêu Tân lôi kinh ngạc nói, ta cho là ngươi sẽ nghe điều kiện của nó, Tống Lăng mỉm cười, trên thân như là hàng băng đồng dạng khí tức biến mất hầu như không còn, nó đơn giản là dùng viên kia trứng tới yêu cầu ta bỏ qua hắn, nhưng cho dù hắn không chết trong tay ta, viên kia trứng vẫn như cũ sẽ nở, nhiều nhất bất quá là muộn mấy ngày miễn, thời gian càng muộn, trứng mang theo vị trí liền càng không dễ dàng xác định, còn không bằng thừa dịp ngươi ở đây để nó bộc phát ra đến lúc đó chính dễ dàng đem một tội phạm bị áp giải quyết đơn giản giải thích một chút về sau tống lăng nói với tiêu tân lôi chỉ cần mẫu thể chết một lần ấu thể liền sẽ lập tức nở mấy ngày bên trong liền sẽ sinh trưởng vì trở thành thể đến lúc đó ta cần ngươi tại tốc độ nhanh nhất đem nó có được đẻ trứng năng lực trước đưa nó bắt tới vì lẽ đó còn xin ngươi tại tùng đào thị ở thêm một hồi tiêu tân lôi duỗi cái lưng mệt mỏi nàng ước gì ở đây nhiều đợi mấy ngày đâu vừa về tới phù dung hà thị lại sẽ bị lâm triết viễn giống như là khổ lực đồng dạng an bài đến an bài đi. Trong thời gian ngắn quái vật kia ấu thể còn sẽ không làm xảy ra chuyện, vì lẽ đó tiêu tân lôi muốn mượn cơ hội này đi chơi một chút, nàng trở lại tống lăng cho nàng an bài khách phòng, thay đổi sớm liền chuẩn bị xong màu trắng nhỏ váy, mang lên màu trắng mũ sa, cầm lấy một cái tinh xảo túi sách liền chuẩn bị ra ngoài này, đồng thoại trấn tại tùng đào thị biên giới, vốn chỉ là một cái bình thường tiểu trấn, nhưng 3 năm trước đây Tùng Đào Thị bắt đầu phát triển khách du lịch, liền đối cái này một cái trấn nhỏ bắt đầu toàn phương vị cải tạo, bước vào đồng thoại trấn cửa chính, tiêu tân lôi phản phất thân ở một thế giới khác, nơi này lối kiến trúc, tự như là truyện cổ tích trong sách họa, vẽ, như thế, màu trắng tiểu mã câu tại ven đường chậm rãi rụt rịch, không chút nào sợ người, giữ lại râu quai nón tiểu ải nhân tại vất vả cần cù làm việc. Mặt truyện cổ tích bên trong trang phục công chúa sức thiếu nữ xinh đẹp, tại cùng tới đây chơi bọn nhỏ tiến hành hỗ động trong trấn du khách phần lớn là hôn mật tình lữ cùng mang theo hài tử đến dạo chơi phụ mẫu rất ít trông thấy độc thân nam sĩ không khí nơi này để tiêu tân lôi lập tức liền buông lỏng mà mặc váy trắng nàng cũng thành cái này đồng thoại trấn một phong cảnh dây trước lấy rất nhiều nữ người ánh mắt ghen tị cái này ánh mắt không phải là bởi vì dung mạo của nàng mà là bởi vì nàng tại cái này cuối thu mùa còn có thể mặc giữa hè lúc nhỏ váy mà tiêu tân lôi tự nhiên cũng đã nhận ra những ánh mắt này, nàng kiêu ngạo ưỡn ngực, thân là siêu năng giả nàng, căn bản không sợ loại trình độ này rét lạnh, hiện tại nàng chính là chỗ này nhất tịnh tử, bỗng nhiên, tiêu tân lôi tại cái này cùng hài cảnh tượng bên trong nhìn thấy hai cái cũng không hài hòa thân ảnh, Khi là canh giữ ở một cái cửa phòng hai cái bài poker binh sĩ, hai cái này binh sĩ mặc bài poker đồng dạng bao da, khô khang đứng tại cửa ra vào, mười phần kính nghiệp, bọn hắn mặc dù mang theo buồn cười mũ, cũng vẽ lấy nùng trang nhưng đó có thể thấy được là đào văn cùng lý đại trang hai người đã đụng phải hai lần cũng coi như hữu duyên tiêu tân lôi do dự một chút liền chuẩn bị đi cảnh cáo hai người này một chút nói không chừng có thể để bọn hắn trốn qua kiếp nạn thật là đúng dịp a à. các ngươi không là tới nơi này du lịch chơi phải không tại sao lại ở chỗ này làm lên diễn viên có phải là tiêu sạch chỉ có thể ở đây làm công nàng chuẩn bị trước cùng hai người này tìm cách thân mật không phải trực tiếp đi cùng người ta nói ngươi ấn đường biến thành màu đen, gần nhất khả năng có tai họa, cái kia nói không chừng muốn bị làm thành bệnh tâm thần đuổi đi. Lý Đại Trang nhìn Tiêu Tân lôi liếc mắt, lộ ra nghi ngờ thần sắc nói: "Tiểu thư, nơi này là ma huyễn phòng bài bạc, bà. muốn tiến vào thể nghiệm dạo chơi xin mời đi đăng ký." Hai người này không nhớ rõ ta rồi. Tiêu Tân lôi tức nghiến răng ngứa, nàng tự xưng là coi như thanh xuân tịnh lệ, ban đầu ở trên xe bus hai người này ngay tại từ bên cạnh mình chẳng lẽ đối với mình vậy mà một chút ấn tượng đều không có sao trách không được hai người bọn họ nam nhân đi ra chơi nguyên lai là bất quá nàng vẫn là bản năng khởi động năng lực muốn nhìn một chút hai người hiện trạng nhưng cái này vừa khởi động tiêu tân lôi liền rung rung một chút lý đại trang trên thân hai người trạng thái cùng trên xe xấp xỉ như nhau nhưng bọn hắn giống như tại bị thứ gì mê hoặc có thể để tiêu tân lôi khiếp sợ không phải hai người bọn họ cái mà là dư quan trong được đến đồng thoại trấn những người khác nhân viên công tác cũng tốt, du khách cũng tốt, diễn viên cũng tốt, nơi này sở hữu vật sống, trên đầu đều quấn quanh lấy nồng hậu dày đặc đến tan không ra hắc khí, bọn hắn toàn đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn tử vong, nơi này tức sẽ nên đón một trận đại tai nạn, tiêu tân lôi đột nhiên lui lại hai bước, giống như trượt chân thứ gì, kia là một chiếc gương, nàng bản năng nhìn về phía mình trong gương, phát xuất hiện sắc mặt của mình tái nhợt, giống như tràn đầy tử khí, mà lại, ở sau lưng của nàng, có mấy cái vu bà một người như vậy, tại đối nàng duỗi ra khô gầy đến chỉ có xương cốt móng vuốt, nơi này không phải cái gì đồng thoại trấn, nơi này là địa ngục, một luồng hơi lạnh bay thẳng đầu, Tiêu Tân Lôi không chút do dự xoay người, nàng không còn dám ở đây chờ lâu, nàng muốn đi nói cho Tùng Đào thị thợ sang hiệp hội, nơi này có thể sẽ phát sinh đại sự, nàng đối năng lực của nàng từng có phân tích, liền xem như đã thấy chết đi, nếu như dùng siêu năng lực lượng tham gia, cũng là có thể có thể cải biến được. Vì lẽ đó nếu như có thể kịp thời để Tùng Đào thị thợ săn hiệp hội chú ý tới, tình huống có lẽ sẽ bị cải biến. Nhưng nàng không có chú ý tới, tại nàng vội vàng rời đi thời điểm, có một cái đang đánh quét người lùng, đối nàng lộ ra nụ cười quỷ dị. Chấm chấm chấm, ta. Đây là ở đâu bên trong? Tiêu tân lôi mở to mắt, phát phát hiện mình nhìn thấy đồ vật tất cả đều là ngã. Không, là nàng bị ngược lại treo lên, nàng nhớ kỹ nàng một bên chạy, một bên gọi điện thoại cảnh cáo Tống Lăng, nhưng còn chưa chờ chạy ra đồng thoại trấn, liền đã mất đi ý thức, ngươi cuối cùng tỉnh, các nữ sĩ hạ thủ có chút nặng, để ngươi ngủ một ngày mới thanh tỉnh lại, ta thay các nàng xin lỗi ngươi, một cái thanh thúy giọng nam sau lưng tiêu tân lôi vang lên, nàng chỉ có thể nghe thấy thanh âm, lại không cách nào nhìn thấy người nói chuyện, ta cái gì cũng không biết, ngươi có thể thả ta ra à, tiêu tân lôi khóc sức mướt dãy dụa lấy, nhưng càng dãy dụa sẽ chỉ làm dây thừng càng chặt, ngón tay của nàng rất nhỏ chuyển động, nhưng chuyển vài vòng đều không có phát sinh biến hóa gì. Nữ sĩ, không cần nếm thử sử dụng siêu năng lực lượng, tình trạng của ngươi bây giờ là không cách nào sử dụng lực lượng của ngươi. Người đứng phía sau an ủi tiêu tân lôi nói, nhìn khóc cũng không có, siêu năng lực cũng bị phong tỏa, tiêu tân lôi lập tức liền đình chỉ hư giả thúc thiết. Nàng sớm cũng không phải là trước đó cái kia gặp được cái gì liền bối rối vô cùng nữ nhân, ngươi mục đích là cái gì, Muốn đối cái trấn này làm cái gì? Muốn đối cái trấn này làm cái gì? Tiểu thư ngươi thật là hiểu lầm ta, ta cái gì cũng sẽ không đối với nơi này làm, sẽ phá hư nơi này chỉ có các ngươi, đúng không? Liệp Ma nhân tiểu thư. Nam nhân trầm mặt một hồi nói, ngươi gạt người. Tiêu Tân lôi gắt một cái nói, vô luận ngươi nói thế nào đều tốt, mời ngươi ở đây nhiều ở vài ngày đi, ta thí nghiệm sắp thành công, ta sẽ không để cho ngươi quấy rầy đến ta thí nghiệm chỉ cần ngươi không thử nghiệm đào tẩu, ta liền sẽ không tổn thương ngươi, nếu như ngươi muốn phá hư ta sẽ giết ngươi. Chương 312, Sfomo, bởi vì nhiệm vụ khẩn cấp, ông Văn liền không có mở hắn tọa giá tiến về Đông Sơn tỉnh, mà là trực tiếp dùng giấy chứng nhận mua trương miễn phí vé máy bay, bay hướng Tùng Đào Thị. Có thế ngồi miễn phí máy bay, liền không mình móc tiền xăng. Trước khi lên đường, ông Văn đeo lên mũ chỏm, chuyển đổi lại mình quần áo bộ dáng, đổi một cái tạo hình mặc trên người màu nâu áo khoác trên đầu mang theo màu nâu mũ mềm lớn trong nội y là một bộ màu đen hưu nhàn âu phục nhiệm vụ lần này ban đầu khả năng không cần chiến đấu vì lẽ đó ôn văn cảm thấy dạng này mặc càng phù hợp một cái thám tử đặc chất điều tra lên vụ án đến càng có cảm giác tại chỗ ngồi của mình ngồi trong chốc lát về sau một người trèo lên lên máy bay hấp dẫn ôn văn lực chú ý người này mặc cùng ôn văn cùng loại thậm chí tựa như là trong một cái mô hình khắc đi ra mà lại hắn trang bị so ôn văn càng toàn kính lúc đồng hồ bỏ túi bất hút thuốc khi nhìn đến người này lần đầu tiên ôn văn đã cảm thấy người này có chút không vừa mắt đại khái là bởi vì đụng áo đi mà càng làm cho ôn văn không thoải mái chính là người này lại còn ngồi ở ôn văn bên người cười tủng tỉm nhìn xem ôn văn ánh mắt kia để ôn văn có rất cảm giác xấu hắn chuẩn bị lắc lư người thời điểm liền là dùng loại ánh mắt này ta biết ngươi ngươi là lần thảo hạch này thông qua du lịch liệp giả một trong, ở thời điểm này ngồi lên lần này máy bay, có phải là vì tùng đào tỉnh vụ án kia, vì lẽ đó ngươi chính là biến thái đi, ông văn sắc mặt trở nên khó coi, cố gắng trừng to mắt nhìn hầm hầm người tới, ngươi mắng ai đây, ách, thật có lỗi, nhưng ta hẳn là không đoán sai mới đúng. Nhìn xem ôn văn cái kia phản phất muốn đem hắn cắt nát cho heo ăn ánh mắt, người kia nói trở nên có chút không có sức, ngồi tại ôn văn bên người không nói lời nào kỳ thật tại người này nói ra du lịch liệp giả ba chữ về sau ông văn liền bắt đầu theo trong đầu triệu tập cùng người này có liên quan tin tức cuối cùng nhớ tới người này cũng hẳn là thông qua khảo hạch một viên nhưng đối phương có thế tại nhìn thấy mình lần đầu tiên nói ra danh hiệu của mình mà mình thậm chí muốn được hắn nhắc nhở mới có thể nhớ tới gia hỏa này cũng là du lịch liệp giả ta là spormor danh hiệu là đại thám tử cũng là thông qua lần này khảo hạch du lịch liệp giả giống như ngươi xác nhận tùng đào thị nhiệm vụ lần này chúng ta phải thật tốt hợp tác nha. Nam nhân kia tháo cái nón xuống, lộ ra một đầu ngắn mũi tóc quăng, đối ôn văn đưa tay nói, đại thám tử, ôn văn cắn chặt răng răng, liền là gia hỏa này đoạt danh hiệu của mình a, à. ta gọi ôn văn, nghề nghiệp là thám tử, danh hiệu. Ôn văn chuẩn bị đi nắm tay, ngươi là biến thái, ta biết. formo đối ôn văn lộ ra mỉm cười, tám cái răng chỉnh tề, nhưng nụ cười này để ôn văn hận không thể đánh gãy hắn răng, Vương đi ra tay cũng rụt trở về, hắn mới không cùng loại này chán ghét gia hỏa nắm tay đâu. Thẳng thắng nói, người này cũng không có đối ôn văn có sai lầm lễ địa phương, nhưng ôn văn liền là nhìn hắn không thuận mắt, có thể là bởi vì người này đoạt mình người thiết đi, mà lại Sfomo. Không phải hạng thứ hai khảo hạch cầm thứ hai liệp ma nhân sao, hắn phá giải cái kia 10 cái tràn cảnh tốc độ muốn nhanh hơn ôn văn, ôn tiên sinh, đã gặp gỡ ở nơi này, như vậy chúng ta trước hết đến thảo luận một chút tình tiết vụ án đi. Sfomo đối với sắp qua tay bản án, rất là nghiêm túc, chờ ta một chút. Ông Văn đột nhiên đứng lên, sau đó tiến về máy bay nhà vệ sinh, khóa chặt cửa. Hắn lấy trước đi chơi sang thiết bị đầu cuối, kiểm tra một hồi nhiệm vụ, phát hiện hoàn toàn chính xác có cái gọi đại thám tử, du lịch liệp giả, cũng xác nhận nhiệm vụ này, lúc này mới buông xuống hoài nghi trong lòng, bằng trống đi tới một người nói nhận biết mình, nếu như ôn văn không tiến hành nghiệm chứng một chút vậy hắn cũng không phải là ôn văn sau đó ông văn xoay bỗng nhúc nhích trên đầu mũ để quần áo trên người biến thành màu tím sậm vừa rồi bên cạnh có cái bác gái nhìn thấy ôn văn cùng spormor hai cái mặt tình lữ trang nam nhân về sau trên mặt biểu lộ rất quỷ dị sợ không phải đang suy nghĩ một chút mười phần không đồ tốt vì lẽ đó ông văn dự định thay đổi quần áo một chút nhan sắc dạng này liền sẽ không có người hiểu lầm nhưng hắn lúc đi ra liền phát hiện cái kia bác gái cùng spormor con mắt đều trừng căng tròn vì sao người này tiến nhà vệ sinh về sau quần áo nhan sắc liền thay đổi spormor âm thầm lắc đầu không hổ là biến thái đi nhà xí đều có thể đem trên quần áo biến sắc ông văn ngồi trở lại vị trí nói với spormor hiện tại chúng ta có thể bắt đầu tiến hành thảo luận spormor mỉm cười một chút nói hiện tại tình tiết vụ án là như thế này vụ án phát sinh địa điểm gọi đồng thoại trấn là một cái tại ba năm trước đây mới bắt đầu kiến thiết phong cảnh tiểu trấn mấy ngày trước đó vẫn là bình thường kinh doanh trạng thái nhưng đột nhiên cái trấn này liền bị phong tỏa nhìn hết thảy như thường nhưng chỉ cần có người đi vào liền không cách nào lại đi ra hoài nghi có cái khác siêu sức mạnh tự nhiên tham dự ông văn gật gật đầu những tài liệu này hắn cũng biết trừ cái đó ra ta còn thông qua ta con đường tìm được một chút hắn tin tức cái này đồng thoại trấn tại cái này thời gian ba năm bên trong xuất hiện qua mấy lần siêu tự nhiên sự kiện dấu hiệu, nhưng chưa từng xuất hiện sự kiện đẫm máu, vì lẽ đó nên khu liệt ma tiểu đội cũng không có đuổi ra được. Sformo hướng ông văn bên này gần lại dựa vào, hạ giọng nói, nếu như đổi lại ngươi, đối với một cái tấp nập xuất hiện dị thường địa điểm, lại bởi vì không có người chết liền không đi điều tra à, tùng đào thị trong 3 năm, sở hữu chảy máu vụ án, tất cả đều tại tùng đào thị cái này một bên, đồng thoại trấn xung quanh thậm chí ngay cả một kiện đều không có, thậm chí ngay cả người bình thường trộn đồ đều hiếm thấy. ngươi đây không cảm thấy kỳ quá sao? ông văn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. loại tình huống này để ôn văn nhớ tới tiết độc chi huyết tổng bộ. loại này nhìn vô cùng địa phương an toàn, khả năng ẩn giấu đi không muốn người biết nguy hiểm. phomor mỉm cười một chút, hắn biết hắn đem ôn văn thuyết phục, nhìn nét mặt của ngươi, hẳn là tán thành cái nhìn của ta. như vậy hiện tại thương lượng một chút đến tùng đào thì chúng ta phải nên làm như thế nào đi? ta cảm thấy không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Ông Văn Bá Đạo nói, Sformo sững sờ, người này làm sao nói chuyện thật cốt đột nhiên đến một màn như thế, nhưng hắn cũng không có tức giận, mà là nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi cảm thấy nên, ông Văn cười hắc hắc nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là trước nói hết lời, sau đó ta bàn lại cái nhìn của ta, Sformo biểu lộ 10 phần đặc sắc, bệnh tâm thần A. Cái này không có cách nào thảo luận, chấm chấm chấm. Hai người ở trên máy bay mang theo mùi thuốc súng mà thảo luận thật lâu, cuối cùng tan rã trong không vui, bọn hắn đối nên xử lý như thế nào đồng thoại trấn sự tình, tất cả đều bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không chịu nhượng bộ, cuối cùng quyết định cắt làm cắt, xuống máy bay lúc sau đã là đêm khuya, ông văn ra sân bay về sau, tìm cái không ai địa phương đem xe của mình phóng xuất, vừa ngồi vào đi chuẩn bị lái xe, liền phát hiện ngoài cửa sổ đứng một cái có chút lúng túng thân ảnh, chính là Sphomore, cái kia. Ta nhìn ngươi kế hoạch, ban đầu cũng là muốn đi Tùng Đào thị phân sẻ, có thể hay không chở ta đoạn đường, ta không biết đường, Ông Văn biểu môi một cái nói, không phải nói chia ra hành động sao, đi ngồi cho thuê a. Formo trầm mặt một hồi nói, cho nên nói. Ta lạc đường, Ông Văn, gia hỏa này vậy mà là đang tìm ra thuê xe thời điểm, lạc đường đến mình nơi này đến rồi. Chương 313, màu đen chó săn, từ trên xe bước xuống về sau, Formo nhìn xem ôn Văn xe thể thao trong mắt cực kỳ hâm mộ gần như sắp muốn tuôn ra nhất là có thể lái xe rắn càng làm cho hắn đỏ mắt nếu như hắn có dạng này một cái sủng vật vậy hắn có lẽ liền sẽ không lạc đường ngươi nhìn ta như vậy xe làm gì ngươi cái này dân mù đường cũng không thể mở ông văn quật khóe miệng mỉa mai nói formo thở dài một tiếng cũng là bởi vì không chiếm được cho nên mới muốn a à. tùng đào thị hiệp hội trụ sở là một chỗ cỡ lớn nuôi chó trận sân bãi bên ngoài tất cả đều là cỡ lớn mảnh quyển có những này mảnh quyển chăm sóc, người bình thường rất khó biết trong này đến cùng là làm cái gì, có thế rất hoàng mỹ tại trước mặt người bình thường ẩn tàng lại phân hội tồn tại, giống loại địa phương này thường xuyên sẽ có trộm cẩu tặc vào xem, bất quá chỉ hai năm trôi qua cái này nuôi chó trận liền thành sở hữu trộm cẩu tặc cấm khu, trộm khác chó, nhiều nhất bị người phát hiện cũng đánh gãy chân, mà trộm nhà này nuôi chó trận chó, rất có thể sẽ vô thanh vô tức biến mất, kỳ quái. Những này chó chủng loại ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thật giống như, thấu qua đại môn, Sfomo nhìn chầm chầm mấy cái màu đen cao cỡ nửa người đại cẩu nhìn, cái này mấy cái chó bả vai rất rộng, cơ bắp tương đương rắn chắc, cùng chó thường có rất lớn khác biệt, Sfomo không chút nghi ngờ, cái này mấy cái chó hợp lực, thật có thể giết chết lão hổ, trên người bọn chúng có thế giới bên trong mùi, hẳn là đến từ bên kia, hoặc là nói là hỗn huyết, người cũng đối chó có nghiên cứu. Ông Văn nói tiếp nói, hắn chỉ cần nhẹ nhàng vừa nghe, liền có thể phân biệt ra được những này chó địa vị. Ta đã từng một mực tại tìm kiếm siêu sức mạnh tự nhiên tung tích, vì lẽ đó trước đó từng chịu để ý qua một cái chó săn quái vật bản án, cuối cùng chứng minh là có người thông qua thuốc gây ảo giác làm ác, bất quá nhờ vụ án kia phúc, ta đối liên bang sở hữu loài chó chủng loại đều rất quen thuộc, Sfomo hoài niệm mà nói, với hắn mà nói, tìm kiếm siêu sức mạnh tự nhiên đoạn thời gian kia, rất đáng được hoài niệm. Ông văn thần sắc cổ quái nhìn xem hắn, nếu như gia hỏa này không phải dân mù đường, lấy hắn điều tra năng lực, phát hiện siêu sức mạnh tự nhiên hẳn là rất dễ dàng đi. Xem hết con chó kia, ông văn liền đem giấy chứng nhận đưa cho giữ cửa đại nghiệp, hai người thu được tiến vào cái này phân hội tư cách. Hai người bọn họ kế hoạch bước đầu tiên, đều là đến phân hội tìm hiểu tình huống, ít nhất phải trước đối tình huống có một cái cụ thể hiểu rõ, vì cái gì làm che giấu nuôi chó trận, Đuôi sẽ là thế giới bên trong chó, đây có phải hay không mang ý nghĩa. Ông Văn đi ở phía trước, mà Formo thì ở phía sau nghĩ linh tinh, cái này khiến Ông Văn nghe có chút tâm phiền, quay người nhìn Formo nói, đoạn đường này ngươi thấy cái gì đều muốn phân tích phân tích, nhìn thấy ta trong xe băng hồng trà cái bình đều có thể phân tích ra ta một lần nước tiểu bao nhiêu, ngươi người này làm sao rảnh rỗi như vậy a? À? Formo cười khổ một tiếng nói, đây là thói quen nghề nghiệp, đầu óc của ta là không dừng được nếu như ngươi cảm thấy không ổn, vậy ta không đối với ngươi nói liền tốt. Trên đường, thỉnh thoảng có không có mắt mảnh quyển đối hai người sổ loạn, nhưng cái kia mấy cái cường tráng nhất chó đen, thì ghé vào nơi hẻo lánh đối hai người biểu hiện ra thần phục tư thế, làm thân chảy xuôi lấy đến từ thế giới bên trong loài chó huyết dịch bọn chúng đến nói, xu lợi tránh hại đã là bản năng, bọn chúng có thể phát giác được ôn văn hai người cường đại, trách không được nơi này sẽ nuôi loại này chó, ngược lại là so phổ thông chó đất mắt sắc nhiều. Ông văn khẽ cười một tiếng, đã nhìn thấy ra ngân tiếp mình liệt ma nhân. Nữ nhân kia ghim bẩn biếm tóc, mang theo vòng tay, làn da ngâm đen mà không bóng sáng, nàng giờ phút này trên mặt mặt buồn rười rượi Nhìn thấy ôn văn hai người về sau, nàng cường tự giữ vững tinh thần nói, ngày hai vị liền là đến xử lý vụ án kia du lịch liệt giả đi, xin hỏi vị nào là biến thái, vị nào là đại thám tử, các ngài là nghỉ trước ở đây nghỉ ngơi một chút vẫn là, chúng ta là ai ngươi trước không cần phải để ý đến, nơi này làm sao chỉ có ngươi một cái, những người khác đâu. Ông Văn phát giác tới đây siêu năng giả chỉ có nữ nhân này một cái, hiệp trợ người cũng ít đến thương cảm. Nữ người khóe mắt bi thương lần nữa hiển hiện, bọn hắn đều tại đồng thoại trấn bên kia, bao quát đội trưởng của chúng ta ở bên trong, đã có 5 cái. Không, 6 cái liệt ma nhân biến mất tại cái kia trong trấn, mời các ngươi nhất định phải đem bọn hắn cứu ra a. chờ một chút, vụ án này ở trên báo hiệp hội về sau, các ngươi liền không nên nhúng tay, vì cái gì còn phải mạo hiểm đi vào." Formo nhíu mày hỏi, đội trưởng muốn đem người cứu ra mà lại nơi đó mãi cho tới bây giờ, nhìn cũng không nguy hiểm. Các ngươi đây tận mắt đi qua nhìn một chút liền biết. Nữ nhân nói chuyện lúc biểu lộ có chút lấp lóe, có lẽ là che giấu thứ gì, có lẽ chỉ là bởi vì bi thương quá độ, bất quá Formo gia hỏa này có vẻ như đang hoài nghi Tùng Đào thị thợ săn hiệp hội. Nếu như dùng cái này thì giác nhìn sang, nữ nhân này liền có chút khả nghi. Hai người tiếp tục đối nữ nhân này tiến hành đề ra nghi vấn, nàng cũng coi như hỏi gì đáp nấy, hỏi thăm qua sau hai người liền theo trong tay nàng lấy được tòa này nhạc viên toàn bộ tin tức. Trước khi đi, So ngồi sổng ở một đầu đại hắc cẩu trước mặt, theo miệng hỏi, những này chó cũng không tệ, ta đã thấy chó không có một loại so những này chó uy phong. Nữ nhân kia cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời nói: "A" à, cái này mấy cái là đội trưởng 3 năm trước đây mang về đồ chó con, giống như có chút thế giới bên trong sinh vật huyết thống, chó thường là so ra kém, bọn chúng là đội trưởng tâm can bảo bối, đội trưởng có bọn chúng về sau, đối với chúng ta đều lãnh đạm rất nhiều, 3 năm trước đây. Là tại 3 năm trước đây 7 tháng 8 tả hữu à. Sformo phỏng đoán nói, không kém bao nhiêu đâu, tự như là lúc kia, ngài là làm sao mà biết được. Nữ nhân kinh ngạc hỏi, Sformo mỉm cười, thẳng đến ông văn xe đi đến ông văn suy tư một chút giữa hai người đối thoại giật mình nhẹ gật đầu cũng ngồi về trong xe nếu như hết thảy không phải trùng hợp spa hoài nghi xác thực rất có đạo lý trước đó ông văn ngược lại là coi thường hắn có thể tại hạng thứ hai trong khảo hạch cầm tới thứ hai quả nhiên không phải một nhân vật đơn giản như bốn quả gia hỏa này không phải cái dân mù đường chắc hẳn sẽ là cái tương đương khó chơi du lịch liệp giả ta cho là ngươi sẽ hỏi ta ta phát hiện cái gì Sformo nhìn thấy ngồi vào trong xe về sau, trừ thúc đẩy tam tể nhi lái xe liền chẳng hề làm gì ôm văn, có chút kinh ngạc hỏi, cái kia là người bình thường cách làm, nhưng ta lại không phải là đồ ngốc, trước đó ngươi đã nói đồng thoại trấn tại ba năm ở giữa tấp nập hiển lộ yêu dị, mà nơi này liệt ma nhân tiểu đội đối với cái này thờ ơ, mà sự tình bộc phát về sau, tống lăng trái với quy định cưỡng ép xâm nhập địa phương nguy hiểm cứ thế biến mất, nhất xảo chính là, tống lăng tại 3 năm trước đây đồng thoại trấn vừa thành lập thời điểm, không biết từ nơi nào mang về mấy cái có dính thế giới bên trong huyết thống đồ chó con, mấy con chó kia trên người huyết thống phi thường nồng đậm, chỉ sợ là con nào đó thế giới bên trong quái vật trực hệ người thân. Ngươi là đang hoài nghi, đồng thoại trấn sự kiện cùng Tùng Đào thị sang người tiểu đội có quan hệ đúng không, nhưng chỉ bằng những chứng cứ này còn chưa đủ, tại chứng cứ không hoàn toàn tình huống dưới, ông văn không thích đối sự tình làm kết luận. Sphormor thân thể về sau ngửa mặt lên, miệng nhếch lên đến tự tin nói, hiện tại còn không cách nào ra kết luận, bất quá bài trừ sở hữu khả năng về sau, khó nhất khả năng, liền là chân tướng. Chương 314, công chúa cùng độc giác thú, Lý Đại Trang cùng Đào Văn hai người, mặt buồn cười bài poker chế phục, tại đồng thoại trấn bên trong tuần tra. Trước kia, bọn hắn chỉ là một chỗ chơi trò chơi công trình phục vụ viên, mà hiện tại bọn hắn là trong trấn chính Bắc Kinh thủ vệ. Bọn hắn không nhớ rõ lúc trước phát sinh qua cái gì, chỉ nhớ rõ mình là một cái bài poker vệ binh, giống như là hai người bọn họ đồng dạng nam nhân trẻ tuổi, cái này thị trấn lên còn có mười mấy cái, vang cầu ngươi, để ta đi thôi, ta không muốn tại cái này gặp quỷ trong trấn chơi nhà tròi. Một cái nam nhân tại đầu trấn, cầu khẩn cổng mặt thiết giáp thủ vệ, hắn cùng nàng thê tử, đem hài tử đưa đến trường luyện thi về sau, liền tới đây dạo chơi vốn chuẩn bị chơi đến xế chiều liền trở về nhận hài tử, nhưng mỗi nghĩ đến liền bị vây ở chỗ này vài ngày, ngươi là đồng thoại trấn cư dân, không có trưởng trấn mệnh lệnh, không cho phép từ nơi này ra ngoài. Thiết giáp thủ vệ cứng nhắc mà nói, đều năm ngày, mỗi ngày đều là câu nói này, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có thế làm gì ta. Năm mắt người quét ngang, mảnh đẩy cái này thiết giáp thủ vệ một thanh, thiết giáp thủ vệ mũ giáp rơi xuống, bên trong không có đầu lâu, là là, không phải ta làm, nam nhân run rẩy lui lại mấy bước, mấy ngày nay hắn một mực bị khống chế tại trong trấn, nhưng chưa bao giờ ý thức được, những cái kia khống chế mình gia hỏa, không phải nhân loại, hắn rất nhanh liền bị mấy cái thiết giáp hộ vệ khống chế lại, quỳ trên mặt đất không thể động đậy, cái đầu kia sâu trên mặt đất thiết giáp thủ vệ lục lọi tìm tới chính mình nhìn trộm, đeo lên đi về sau, hai con mắt hiển lộ ra dọa người hào quang màu đỏ, nó rút ra trường kiếm, đối nam đầu người sọ liền muốn vỗ xuống, nhưng ở trường kiếm sắp chạm tới đầu lâu thời điểm nó lại đem kiếm rụt trở về đón lấy nó cùng nơi này sở hữu thiết giáp thủ vệ cùng một chỗ quỳ một chân trên đất ấm áp bạch quan xuất hiện một người mặc trang phục công chúa sức nữ nhân xinh đẹp cưỡi toàn thân phát bạch quan độc giác thú ưu nhã đi tới thị trấn tổng vô luận là độc giác thú còn là công chúa chỉ là nhìn chỉ là đồng thoại trấn diễn viên cùng đạo cụ nhưng bây giờ sẽ không có người hoài nghi thân phận của bọn hắn tại độc giác thú thánh khiết quan mang xuống Nam nhân bị kinh sợ tâm tình lập tức liền được an ủi, hắn cảm thấy mình đã được đến giải thoát, đây là có chuyện gì? Công chúa Ôn Nhu nói, thanh âm của nàng sao hoàng oanh tiếng kêu còn muốn thanh thúy êm tai, thiết giáp thủ vệ ồn ồn nói, công chúa điện hạ, cái này dân đen muốn chạy trốn, công chúa ưu nhã theo độc giác thú lên nhảy xuống, đi đến trước mặt nam nhân Ôn Nhu hỏi, tại sao phải rời đi đâu, là chúng ta chỗ nào làm không tốt, vẫn là ngươi không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt đâu? nam nhân suy nghĩ một chút phát hiện những này quái nhân trừ không để bọn hắn rời đi cái trấn nhỏ này bên ngoài hoàn toàn chính xác không có làm cái gì chuyện quá đáng thậm chí còn thỏa mãn hắn rất nhiều yêu cầu vô luận là tài phú vẫn là không có việc gì hoặc là mỹ nữ thế là hắn nhỏ giọng nói không phải là các ngươi làm không tốt chỉ là con của ta còn ở bên ngoài công chúa lui về sau một bước giọng nói trở nên lạnh như băng một tia đó chính là nói ngươi muốn rời đi không có quan hệ gì với chúng ta, toàn đều là chính ngươi vấn đề. Nam nhân do dự một chút, gật đầu nói, đúng vậy, để ta đi thôi, ta sẽ không cho. Đã ngươi không muốn ở chỗ này, vậy ta cũng sẽ không tiếp tục lưu ngươi, ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Công chúa trên mặt thân thiết biểu lộ hoàn toàn biến mất, biểu hiện ra tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Nghe cái này công chúa, nam người vui mừng quá đổi, nói lời cảm tạ về sau liền hướng cửa trấn chạy tới. Hắn ở đây lấy được hai thỏi vàng, chỉ cần từ nơi này ra ngoài là được rồi. Phốc phốc, nam nhân suy nghĩ dừng lại, hắn kinh ngạc chống đỡ trừ nhìn về phía ngực, phát hiện nơi đó đã bị một đầu mang theo ánh sáng nhạc độc giác đâm xuyên. Đây là con kia sừng độc giác thú, độc giác thú đâm xuyên nam nhân về sau, huyết dịch nhuộm đỏ nó lông bờm, vui chơi đồng dạng tại tiếp vào lên chạy nhanh, bản tính của nó đã bị đè nén quá lâu, nó chỉ thích thuần khiết thiếu nữ, về phần những nhân loại khác, vẫn là biến mất tương đối tốt nhưng độc giác thú chạy rất nhanh liền ngừng lại, một đường chạy chậm trốn đến nữ nhân sau lưng, lóe sáng con mắt màu bạc rụt rè nhìn về phía trước, một người mặc hắc bào thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, bất mãn đối cái kia, công chúa, nói, các ngươi đã đáp ứng ta, không lại ở chỗ này giết người, công chúa hướng thân ảnh này bên người tiếp cận mấy bước, nắm tay dựng trên vai của hắn, nháy mắt mấy cái nói, chúng ta lúc trước đã nói xong là không giết trong trấn dân trấn, nhưng hắn tự hồ không thích cái thân phận này khăng khăng muốn rời khỏi đâu, bóng đen trầm mặt một hồi nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, công chúa lạc lạc nhẹ cười lên, ngươi không có tư cách yêu cầu chúng ta, chỉ cần là cùng ngươi ước định cẩn thận, chúng ta liền nhất định sẽ không vi phạm, nhưng ước định bên ngoài sự tình, ngươi cũng không quản được, mặt của nàng có một nháy mắt giống như là khô héo, khắp nơi hiện đầy vết thương cùng nếp uống, đen nhánh chất lỏng theo mắt mũi trong miệng chảy ra, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng cái kia cảnh tượng chỉ xuất hiện một nháy mắt, nàng lại biến thành khuynh quốc khuynh thành công chúa nhảy lên đầu lâu là màu đỏ độc giác thú dần dần từng bước đi đến vừa đi nàng còn đối độc giác thú phàn nàng nói giẫm chết không tốt sao ta còn muốn cho ngươi thanh lý lông tóc nhìn xem công chúa bóng lưng bóng đen thở dài một tiếng nói vì cái gì liền không thể hài hòa ở chung đâu đây cũng không phải là ta muốn nhìn thấy a à. phía trước liền là đồng thoại trấn và miệng chỉ có một cái kia ngươi yêu chơi như thế nào ta đều không quản ta sẽ không làm nhiễu ngươi ngươi cũng đừng quấy nhiễu ta. Ông Văn không lưu tình chút nào đem Sformo đuổi xuống xe, nhìn xem ông Văn xe biến mất tại trước mắt mình, Sformo cười khổ một tiếng, hắn cùng ông Văn thực sự không hợp, tiếp lấy hắn nhìn về phía đồng thoại trấn lối vào thì thầm nói, như vậy hiện tại mục tiêu, tạm thời liền là ở đây bảo trì không lạc đường, cách Sformo xa một chút về sau, ông Văn về tới tai ách thu dung sở, dọc theo con đường này đều cùng với Sformo, có một số việc làm lấy liền không tiện lắm spormor là cái rất ưu tú liệt ma nhân nhưng ưu tú đến có thế căn cứ ôn văn nhất cử nhất động xem thấu ôn văn ý nghĩ liền để ôn văn có chút khó chịu đối ôn văn loại người này đến nói nhất không thể nhịn được liền là bên người có cái so với mình trí thông minh cao hơn gia hỏa đối với mình khoa tay múa chân mà lại hắn cùng spormor kế hoạch có chút không giống spormor chỉ có thể có một chút điểm tiểu thủ đoạn đối với nơi này tiến hành cẩn thận thăm dò nhưng ôn văn không giống hắn có thật nhiều thủ đoạn biết đồng thoại trấn bên trong tình huống mà những thủ đoạn này hắn đồng dạng đều không muốn để cho Sphomore biết thế là hắn giả vờ như mình cùng Sphomore không hợp tùy tiện tìm cái lý do mình làm một mình mà lại hắn không có chút nào lo lắng Sphomore gia hỏa này sẽ bởi vì chính mình không ở bên cạnh hắn mà xảy ra chuyện mặc dù chỉ nhận biết không bao lâu mà lại Ôn Văn nhìn gia hỏa này rất khó chịu nhưng Ôn Văn không thể không thừa nhận nếu như không có thu dung sở gia hỏa này muốn so với mình càng thêm ưu tú. Chương 315, hành động trước chuẩn bị, ông Văn để Tam Tể Nhi vòng quanh đồng thoại trấn tường vây, đem lái xe một khoảng cách, sau đó đem xe dừng lại. Tiếp lấy ông Văn nhìn bốn phía không người, liền tiến vào thu dung sở, muốn thăm dò đồng thoại trấn cái địa phương nguy hiểm này. Ông Văn không có đạo lý không mượn dùng thu dung sở lực lượng, hắn đầu tiên là đi vào nhà kho, chuẩn bị xong nhân vẫn súng phóng tên lửa cùng Phật nói ga liên tại kiểu gì cũng sẽ mấy ngày hắn lại tốn giá cao mua một cái rương ga liên đạn đạn hỏa tiễn cũng mua một chút đạn hỏa tiễn bởi vì thể tích hơi lớn hơn một chút ông văn còn tại trên đó khắc họa phù văn bởi vì không biết sẽ phát sinh cái gì vì lẽ đó hỏa lực nặng nhất định phải có đồng thời muốn sung túc hiện tại ông văn nếu như cần có thể làm được trong khoảng thời gian ngắn dùng hỏa lực nặng phá hủy một tòa nhà lầu chuẩn bị kỹ càng vũ khí về sau ông văn lại theo một đống tạp vật bên trong lật tìm được một đầu sinh động như thật giáp trùng tiêu bản cái này giáp trùng giống như là từ hải chế tạo ra khôi lỗi đồng dạng có thể bị ôn văn điều khiển dùng cho viễn trình điều tra mà lại có được sẽ không hư hao đặc tính là tuyệt hảo dò xét khí cụ trước đó bởi vì muốn dò xét địa phương đều không phải rất nguy hiểm mà lại có từ hải khôi lỗi vì lẽ đó ôn văn vẫn không có bắt đầu dùng cái này giáp trùng đem ném ở đống đồ lộn xộn bên trong kém chút đem lãng quên mà bây giờ ông văn đối đồng thoại trấn hết thảy tất cả đều không rõ ràng, từ hải khôi lỗi chưa hẳn có thể hoàn thành dò xét nhiệm vụ, lúc này liền cần cái này không cách nào phá hủy giáp trùng, nhưng cho dù có cái này giáp trùng, khôi lỗi cũng là cần, thế là ông văn đi tới từ hải giang phòng, lúc này từ hải, đã có một hồi không có có công việc, hắn trong phòng giam có một cái cự đại kệ hàng, phía trên bày đầy đủ loại cỡ nhỏ khôi lỗi, đều là hắn một đoạn thời gian trước đẩy nhanh tốc độ đi ra lúc nào ông Văn đem những khôi lỗi kia sử dụng hết, hoặc là có nhiệm vụ mới cho hắn, mới cần hắn tiến hành làm việc. Lúc này, hắn ngay tại chơi một cái gọi là Quang Minh Hùng Game Offline, đã tại vào môn đệ nhất cái nhỏ bốt trước mặt thẻ ba ngày, nhưng hắn vẫn như cũ làm không biết mệt, trò chơi không tốt đánh mới hợp tâm ý của hắn, nếu là quá nhanh thông quan hắn liền lại sẽ trở nên nhàm chán. Tại tòa này không nhìn thấy hy vọng trong phòng giam, không có gì sau so một cái khó mà thông quan trò chơi, càng đáng giá chơi. Nhìn xem mất ăn mất ngủ từ hải, ông Văn có chút cảm giác khó chịu. Lúc trước vì cải thiện nhân viên phúc lợi, cho từ hải mấy cái hữu dụng quái vật cải thiện hoàn cảnh. Có phải làm sai hay không? Gia hỏa này hiện tại cũng quá nhàn một chút đi, nên cho hắn tìm một số chuyện làm. Cầm chắc cần dùng đến khôi lỗi về sau, ông Văn đi ra nhà tù, thông qua thu dung sở cho Phùng Duệ tinh phát một cái tin. Hội ngân sách có cùng anim xung quanh tương quan nghiệp vụ sao? thu dung sở bên trong có một cái chế tác pfiger đại sư có thể vì hội ngân sách hợp lý kiếm tiền phát xong tin tức về sau ông văn thỏa mãn nhìn từ hải liếc mắt nếu như thành công từ hải về sau liền sẽ không như thế nhàn mặc dù trò chơi là ông văn cho từ hải mua nhưng người nào để gia hỏa này tại lão bản thị sát thời điểm cũng tại chơi đùa đâu đáng đời a à. chỉ là có giáp trùng cùng khôi lỗi còn chưa đủ nếu như ông văn muốn tốt hơn hiểu nơi đó tình huống Điều động một cái sinh vật còn sống là lựa chọn tốt nhất, thế là hắn tại tai họa khu nhà tù tuần sát một phen, tìm kiếm có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này quái vật nhân tuyển, sở dĩ chọn lựa tai họa khu quái vật là bởi vì nơi này quái vật bị Ôn Văn bắt được thời gian đều rất lâu, thuần phục trình độ cao một chút. Tiếp theo, tai họa khu quái vật coi như xảy ra ngoài ý muốn, Ôn Văn cũng không đau lòng, lấy Ôn Văn thực lực bây giờ, nếu như muốn, tai họa cấp quái vật là có thể tùy tiện bắt. Ân Ông Văn sở dĩ không phái thuần hóa trình độ cao nhất Đào Thanh Thanh đến thăm dò, cũng là bởi vì sợ Đào Thanh Thanh không minh bạch hao tổn ở đây. Sau khi suy nghĩ một chút, ông Văn thấp giọng nói, các ngươi đợi tại nhà tù lâu như vậy, nghĩ không muốn ra ngoài hóng gió một chút a. À. Thanh âm hắn rất thấp, nhưng lại có thể truyền khắp toàn bộ nhà tù. Sau khi nói xong, cả tòa nhà tù đều sôi trào lên, bọn quái vật nhao nhao tiến đến lan can chỗ, mong đợi nhìn xem ôn văn. Bất luận là người vẫn là quái vật, hướng tới tự do đều là bản tính bị giam tại thu dung sở bên trong một quan liền là lâu như vậy bọn hắn ai cũng muốn đi ra ngoài đùa giỡn một chút ân trừ vẫn như cũ ngơ ngác đứng thực hữu yêu tiên sinh con hàng này trừ ăn uống ngủ nghỉ bên ngoài cơ bản cũng chỉ là một cái linh vật nếu như không phải nó dịch axit còn có chút tác dụng ông văn đều muốn đem nó cắt nát cho ăn cái khác quái vật chuyện đầu tiên nói trước lần này để người ra ngoài là giúp ta làm việc mà không phải để các ngươi tùy tiện đi chơi mà lại ta sẽ chỉ tuyển nghe lời. Ông Văn kéo dài âm nói, ta nghe lời, ta nghe lời, ngài muốn làm gì người ta đều dựa vào ngươi. Hồ Ấu Lăng cầm một cái khăn tay nhỏ, duỗi ra nhà tù lúc ẩn lúc hiện, phong thái ngàn vạn, làm cho người mơ màng. Ông Văn không có hướng Hồ Ấu Lăng bên kia nhìn, một là bởi vì động tác của nàng rất bất nhã, có chút cây con mắt, hai là bởi vì ông Văn lo lắng nhìn nàng nhìn lâu, dẫn đến mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn quá cao, về sau lão bà đều không tốt tìm, mặc dù bây giờ cũng không tốt tìm, cái khác quái vật cũng cắt hiển bản sự, nhìn ôn văn hoa mắt, nhưng ôn văn kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ để ai đi ra, sở dĩ hỏi cái này đầy miệng, chỉ là để bọn quái vật minh bạch, chỉ cần đối ôn văn hữu dụng, liền có thể có bị cơ hội đi ra ngoài, dạng này sẽ để bọn chúng đối ôn văn càng thêm thuận theo, ôn văn đi đến thỏ yêu trước mặt, nhìn xem cái này mắt đỏ tội nghiệp tiểu cô nương, mỉm cười, liền là ngươi. Thỏ yêu reo hò nhảy dựng lên, đang chuẩn bị chờ ôn văn đem nàng thả ra, lại trông thấy ôn văn đi đến, còn vững chải phòng đóng lại, đóng lại nhà tù về sau, ôn văn búng tay một cái, toàn bộ nhà tù tất cả đều bị tấm màn đen vây quanh, từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, ngài, ngài muốn đối ta làm cái gì? Thỏ yêu co lại đến góc tường, hai cái lỗ tai tiêu nhiễu xuống, giống như sợ hãi tới cực điểm, ôn văn sải bước đi đến trước mặt nàng, bắt lấy lỗ tai của nàng đem sách, đau nàng bắp chân đạp đến đạp đi. Giả bộ đáng thương còn thật là của ngươi chủng tộc thiên phú, ngươi hẳn phải biết ở trước mặt ta biểu diễn là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Ông Văn nhiều hứng thú nhìn xem nàng biểu diễn, mặc dù biết là giả vờ, nhưng loại này phản kháng có thế thỏa mãn cực lớn ôn Văn biến thái tâm lý. Tiểu thỏ yêu không dãy dụa nữa, nhưng khóe mắt nước mắt giọt lớn giọt lớn rơi xuống, nhìn càng làm cho đau lòng người. Ta trước đó có thế không có nói sai, ta đích xác cần ngươi giúp ta làm việc, ta sẽ thả ngươi ra ngoài, mà ngươi muốn giúp ta đi một chỗ. Nói xong, ông văn buông ra lỗ tai của nàng, nàng thuận thế ngồi trên mặt đất, tiểu thỏ yêu mắt sáng trực lên, dùng thật dài tay áo xoa xoa nước mắt hỏi, để ta đi chỗ nào, đồng thoại trấn, đồng thoại trấn. Xem ra là cái nơi rất tốt a. À. Tiểu thỏ yêu bắt đầu huyễn nhớ tới, tại nàng lúc nhỏ, mẹ của nàng từng bắt nhân loại cho nàng nói chuyện cổ tích về phần kia nhân loại về sau như thế nào. Chương 316, Bạch Tiểu Mật, nghĩ muốn đi ra ngoài, liền muốn phục tùng yêu cầu của ta, không được đối với nhân loại tạo thành không thể nghịch tổn thương, không cho phép bại lộ thu dung sở tồn tại, không cho phép vi phạm yêu cầu của ta. Tiểu thỏ yêu cùng gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút lơ đễnh, một khi đi ra nên làm như thế nào, còn không phải nhìn tâm tình của nàng. Ông Văn hiếp mắt nói, đã ngươi đều đáp ứng, như vậy ta gia tăng một chút bảo hiểm ngươi không có ý kiến chứ, bảo hiểm, thỏ yêu ngẹo đầu, không biết ôn văn muốn làm gì, ôn văn đối thỏ yêu vương tay, giữ tận xiền xích màu đen theo trong tay hắn phát tán ra, giống như là tản ra ác ý rắn độc, thỏ yêu bị hù về sau rụt lại, nàng bị loại này xiền xích ra tấn qua, trong lòng có rất lớn bóng ma, hắn nắm tay đẩy về phía trước, thỏ yêu liền không thể động đậy, sau đó ôn văn mong đợi nói, cái này còn là lần đầu tiên dùng năng lực này, đến cùng sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Xiền xích đột nhiên hướng tiểu thỏ yêu tiến lên, đem cuốn lấy, một cây xiền xích theo nàng sau chỗ cổ chui vào, cái khác bốn cái xiền xích phân biệt chui vào tứ chi của nàng. Những cái kia xiền xích không biết là thế nào tiến vào, thỏ yêu làn da không có một chỗ tổn hại, bất quá nhìn nét mặt của nàng, quá trình này chỉ sợ cũng không tươi đẹp. Tiểu thỏ yêu cảm nhận được toàn tâm đau đớn, cái loại cảm giác này tựa như là chậm rãi đem một thanh vũ khí cắm vào thân thể thống khổ trình độ là bên cạnh người vô pháp cảm nhận được thân thể của nàng bởi vì đau đớn mà vặn vẹo phát ra kêu gào thê lương. bất quá ông văn ngược lại là thấy say sưa ngon lành loại này chân thực thống khổ ngược lại là so với nàng trước đó giả vờ đáng thương thuận mắt nhiều tiếng hét thảm sở hữu quái vật đều có thể nghe được cái này để bọn chúng ý thức được ông văn nói để bọn hắn thả ra canh chừng khả năng cũng không phải là một kiện mỹ diệu sự tình mà điều này cũng làm cho bọn chúng hồi tưởng lại Bị Ôn Văn đại ma vương chi phối sợ hãi, Tiểu Thỏ yêu bộ dáng cực kỳ đáng thương, chỉ cần không phải ý chí sắt đá người, rất khó coi lấy dạng này một cái tiểu la lị nhận hình phạt tàn khốc như vậy, nhưng Ôn Văn liền là người có tâm địa sắt đá, mà lại hắn biết tại Thỏ yêu đáng yêu đến phá trần bề ngoài xuống, kỳ thật cùng cái khác quái vật cũng giống như nhau, thậm chí càng thêm xấu xí, nếu như không có biện pháp kiềm chế nàng, như vậy thả nàng ra ngoài, nàng có 90% khả năng đi tập kích nhân loại làm nàng chỗ cổ xiền xích theo xương sống tiến vào cuốn lấy trái tim của nàng về sau, liền trừ khử ở vô hình, giống như chưa từng có tồn tại qua. Nhưng tiểu thỏ yêu biểu lộ nhưng không có buông lỏng bao nhiêu, nàng có thể cảm giác được thân thể của mình bị một đạo vô hình xiền xích trói buộc chặt. Không, không chỉ là thân thể, liền trên linh hồn cũng rất giống có vô hình xiền xích. Ông Văn bóp lấy cái cầm đánh giá tiểu thỏ yêu hai mắt, hài lòng nói, đứng lên đi, hiện tại ta có thể thả ngươi tự do. Thỏ con muốn từ dưới đất bò dậy, nhìn Ôn Văn ánh mắt phản phất đang nhìn một cái theo địa ngục đi ra ma quỷ. Trước đó nàng mặc dù là một cái tù nhân, nhưng ít ra còn có thể trong phòng giam kéo dài hơi tàn còn sống, mà bây giờ nàng hết thảy đều giữ tại Ôn Văn trong tay. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên gì đâu. Thỏ yêu ngay cả vành mắt cũng đỏ lên, trục rè nói, ta gọi Bạch Tiểu Mật, trắng như vậy Tiểu Mật, chúc ngươi nhiệm vụ thuận lợi. Ôn Văn cười búng tay một cái, Tiểu Thỏ yêu liền biến mất trong không khí. Chấm chấm chấm. lúc này trời đã tảng sáng spormor chính vòng quanh đồng thoại trấn tường vây giống như là rải rác đồng dạng nhẹ nhõm cất bước trên tường rào một đầu màu xám con sóc hiếu kỳ đi theo spormor đi tới hy vọng hắn có thế cho chúng nó một điểm đồ ăn mỗi đi ra một khoảng cách hắn liền dừng lại vươn tay thả ở trên vách tường làm tay rời đi sau trên vách tường liền xuất hiện một cái ý nghĩa không rõ màu trắng ấn ký bình thường dân mù đường đỉnh thiên cũng liền tại địa phương xa lạ lạc đường nhưng hắn không phải bình thường dân mù đường, mà là tai nạn tính dân mù đường, liền xem như mỗi ngày đều sẽ trải qua đoạn đường, hắn cũng sẽ ngẫu nhiên đi nhầm, tại địa phương xa lạ càng là rất khó tìm đúng đường, nhưng đó là tại đồng dạng tình huống xuống, tại thời điểm cần thiết former cũng có ứng đối phương pháp, hiện tại hắn ngay tại làm như thế, hắn chỉ cần tại đồng thoại trấn tường vây chung quanh lưu lại thuộc về mình tiêu ký, như vậy chí ít tại đồng thoại trấn bên trong cùng xung quanh, hắn có thể có cơ bản phương hướng cảm giác. Mặc dù cái này cần tiêu tốn thời gian không ngắn, nhưng chỉ cần toàn bộ bố trí tốt, cái này kỳ quái thị trấn liền đem hắn sân nhà, mà chỉ là vây quanh một cái có rõ ràng biên giới thị trấn đi một vòng, hắn còn không đến mức phạm dân mù đường. Ừ, trên đường hắn có một lần đi lầm đường, là bị tại đồng thoại trấn chung quanh chấp hành phong tỏa nhiệm vụ hiệp trợ người chỉ điểm trở về. Theo xảy ra chuyện bắt đầu, đồng thoại trấn chung quanh vẫn có hiệp trợ người đóng giữ. Đây là vì phòng ngừa có người bình thường bởi vì ngoài ý muốn tiến vào đồng thoại trấn. Nếu như đồng thoại trấn bên trong tình huống phát sinh chuyển biến xấu, liền cần phụ cận trú quân đối với chỗ này tiến hành triệt để cách ly. Toàn bộ tiêu ký hoàn tất về sau, Sfomo nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy vào cái trấn này. Bên ngoài trấn vây có thể cách ly người bình thường cái lồng. Đây cũng là những cái kia con sóc chỉ là theo chân hắn nhưng không có nhảy ra nguyên nhân. Nhưng đối Sfomo đến nói không có có bất kỳ tác dụng gì, Hắn thậm chí không cần tận lực phá giải. Liền trực tiếp xông vào cái trấn này. Bất quá. Cùng trong tưởng tượng tiêu sái rơi xuống đất có chút khác biệt. Hắn dẫm tại một người trên mặt. Sphomor lúng túng theo mặt của người kia lên nhảy xuống. Sau đó cười khang hai tiếng. Không nghĩ tới hắn vừa chui vào nơi này. Liền đã bị phát hiện. Bởi vì cái kia cái lòng nguyên nhân. Hắn cũng không có cảm giác được nơi này có người tại. Vây quanh hắn là một đội mặt rộng lớn bài poker bao gia binh sĩ. Bọn hắn mặc dù mặt buồn cười bao gia, nhưng chúng nó vũ khí trong tay lại là thật. Mà Lý Đại Trang cùng Đào Văn Thình Lình ngay tại cái này đội binh sĩ trong đội ngũ, Lý Đại Trang liền là bị Sformo dẫm cái kia, bây giờ còn đang chảy máu mũi. Người xâm nhập, xin mời thúc thủ chịu trói, không phải chúng ta khiến cho dùng vũ lực đem ngươi. Cái kia bài poker cơ binh sĩ lời còn chưa nói hết, thân thể liền bay lên, giống như là có một cây vô hình sợi tơ sâu ở sau lưng của hắn, hắn lung tung quơ vũ khí, lại như thế nào cũng vô pháp tránh thoát spormor bóp lấy cái cầm của hắn quan sát một chút vậy mà là người bình thường nhìn đến đây mặt có thể tẩy não quái vật a à, cái này muốn chú ý một chút nói xong hắn một cái cổ tay chặt đối người này chỗ cổ chém đi xuống cái này bài poker binh sĩ lúc này té xỉu con dao của hắn so ôn văn tiêu chuẩn rất nhiều chính chính thật tốt đem người chặt choáng khí lực sẽ không quá lớn cũng sẽ không quá nhỏ nhìn thấy cái này cảnh tượng cái khác bài poker binh sĩ lập tức chuẩn bị vây công spormor nhưng lúc này bọn hắn lại phát hiện, mình đã không thể động đậy. Sformo lần lượt đi qua cho bọn hắn một cái cổ tay chặt, đem bọn hắn chặt choáng, một bên chặt còn một bên lẩm bẩm, nếu như không phải người bình thường, ta chỗ nào cần phiền toái như vậy, giải quyết những này bài poker binh sĩ về sau, Sformo nổ biểu môi, nhìn thoáng qua địa đồ, liền hướng một cái phương hướng đi ra, cái chỗ kia có chuyện rất thú vị chính tại phát sinh, mà hắn cảm giác đến bốt khí tức, lại bị hắn bỏ qua đối với hắn mà nói, vẫn là thăm dò quá trình càng thêm thú vị, về phần cùng bốt đối kháng chính diện, hẳn là hết thảy chân tướng rõ ràng về sau mới tiến hành, nhưng Sphomore giống như không có chú ý tới, có một cái mọc ra cánh tiểu nhân, chính lặng yên không tiếng động đi theo hắn, chương 317, thức tỉnh. Bài poker các binh sĩ ngã nhào xuống đất lên, giống như là một đống tử thi. Sphomore rời đi sau mười mấy phút, một cái bài poker binh sĩ đẩy ra những người khác, đứng lên. Người này là, Lý Đại Trang. Lý Đại Trang mờ mịt nhìn một chút cái khác ngã xuống đất binh sĩ, sau đó ánh mắt trống rỗng lần lượt thăm dò khí tức của bọn hắn, xác nhận tất cả đều còn sống về sau, tìm đến một bộ ngực bị đâm xuyên thi thể, đem kháng. Bọn hắn bài poker binh sĩ nhiệm vụ là tuần tra, cùng xử lý thi thể, thi thể tại trong trấn sẽ hư thối, ảnh hưởng thị trấn mỹ quan, vì lẽ đó hắn muốn đem thi thể này đưa được xử lý trung tâm đi. Trước đó bọn hắn kỳ thật liền là tại vận chuyển thi thể, chỉ bất quá tại vận chuyển thi thể quá trình bên trong, có một người từ trên trời giáng xuống, Lý Đại Trang tất cả mọi thứ ở hiện tại hành động, đều án chiếu lấy cứng nhắc sáo lộ tiến hành, vì lẽ đó tại gặp được loại tình huống này, phản ứng đầu tiên không phải đi báo cáo, mà là tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, khi một người, tự hồ đối với hắn không có có ảnh hưởng gì, hắn vẫn như cũ bước đi như bay, rất nhanh, hắn liền đi tới một cái phong bế sân nhỏ, đẩy cửa ra về sau sân nhỏ chính giữa có một cái hố to trong hố lớn tất cả đều là lít nha lít nhíp con dáng, mỗi một cái con dáng đều chí ít có cái bật lửa lớn nhỏ, chồng chồng lên nhau lệnh người tê cả da đầu. Đây chính là xử lý thi thể địa phương, những này con dáng sẽ đem thi thể gặm ăn hầu như không còn, không lưu lại một chút xíu cặn bã, càng là đi lên phía trước, Lý Đại Trang thì càng cảm giác được khó chịu, việc Thái Dương điên cuồng nhảy lên, phản phất đang cảnh cáo hắn không cần tiếp tục tiến lên, trí nhớ của hắn nói cho hắn biết, đây chỉ là một mười phần bình thường hành vi phía trước trong hồ là lại trợ giúp bọn hắn thanh lý thị trấn đáng yêu sinh vật, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể, nhiệm vụ là hắn trong cuộc sống duy nhất, có thế thân thể của hắn, hắn bản năng lại tại nói cho hắn biết, không thể tiếp cận nơi đó, nơi đó rất nguy hiểm, tại to lớn trong mâu thuẫn, Lý Đại Trang vẫn là tiếp cận cái rảnh to kia, nhìn chăm chú lên bên trong côn trùng, dơ lên thi thể, lúc này, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh nháy mắt trải rộng toàn thân, đem trên người hắn bài poker bao da nhiễm ẩm ướt, ta vì cái gì ở đây, còn có ta xuất hiện đang làm gì, đào văn đâu. Ta, ta, đầu của hắn giống như muốn nổ tung, bị cưỡng ép cắm vào ký ức bắt đầu biến mất, chân chính ký ức chiếm cứ thượng phong, nhưng ở trong quá trình này, trong hố lớn con gián nhóm đã đợi không kiên nhẫn, nhao nhao tuôn ra ao hướng Lý Đại Trang dũng mãnh lao tới, nếu như Lý Đại Trang ngoan ngoãn đem thi thể ném vào, vậy hắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nhưng bây giờ những này con dán theo trong hố lớn tuôn ra, như vậy vô luận là Lý Đại Trang vẫn là cổ thi thể kia, liền tất cả đều là những này con dán đồ ăn miễn, con dán lấy khó mà thoát đi tốc độ phun lên Lý Đại Trang thân thể, một lát liền đem da của hắn bộ cắn mất mô, không có gì sánh kịp khủng bố dùng cho Lý Đại Trang trong lòng, hắn đứng lên giống như là như bị điên run run mỗi một phút mỗi một giây đều có côn trùng bị hắn dẫm chết bóp chết, nhưng đây đối với khổng lồ bầy trùng số lượng đến nói, căn bản không làm nên chuyện gì. Những này cũng không phải là cũng không phải là phổ thông con gián, mà là đến từ thế giới bên trong vệ nhân ma trùng. Giải dụa không có kết quả lý đại trang rốt cục từ bỏ chống cự, nhắm mắt lại quỳ trên mặt đất phát ra khàng khàng gào thét, gào thét, gào thét, liền phát giác thế giới tự hồ trở nên an tĩnh, hiện tượng bên trong đau đớn cũng không có truyền đến, trên người côn trùng cũng tất cả đều rơi vào trên mặt đất, những cái kia côn trùng toàn đều đã lùi đến quanh người hắn 2 mét bên ngoài lấy hắn làm trung tâm tạo thành một cái đường kính 2 m năm trùng nửa vòng tròn mà những cái kia côn trùng tất cả đều tướng mạo lấy nó trên lưng giáp sát xuống cánh có chút rung động không giống như là tại chuẩn bị công kích càng giống là muốn tùy thời chạy trốn những cái kia côn trùng giống như đang sợ hắn vì sao lại sợ ta chẳng lẽ chẳng lẽ ta có siêu năng lực lý đại trang nói tới siêu năng lực nhưng thật ra là hắn bình thường xem chiếu bóng bên trong siêu anh hùng năng lực làm là một học sinh trung học ai lại chưa làm qua anh hùng mộng đâu. Bất quá nằm mơ về nằm mơ, Lý Đại Trang trong lòng rất rõ ràng, cái kia kỳ thật chỉ là ảo tưởng, căn bản cũng không khả năng xuất hiện tại trong hiện thực. Nhưng tại cái trấn này bên trong tao ngộ nói cho hắn biết, tự hồ thật tồn tại siêu việt hiện thực năng lực, mà hắn bây giờ bị những cái kia côn trùng chỗ e ngại, cũng hẳn là thật biến thành một tồn tại đặc thù. Hắn nuốt nước miếng một cái, đứng lên, nếm thử hướng phía trước phóng ra một bước, những cái kia con dáng cũng đột nhiên lui lại, không dám chút nào tới gần hắn 2 mét trong vòng. Cái này khiến Lý Đại Trang lá gan lớn lên, hắn đi hướng cái kia đang bị ma trùng gặm ăn bên cạnh thi thể. Trên thi thể ma trùng cũng toàn bộ giải tán, đã có năng lực như thế, vậy ta liền không thể để ngươi thi thể bị côn trùng ăn hết. Hắn đang muốn đem thi thể mang cách nơi này, cả người bỗng nhiên liền cứng ngắc ở, nắng sớm chiếu ở trên người hắn. Trên mặt đất hiện ra rõ ràng cái bóng, cái bóng bên trong, lý đại trang trên đỉnh đầu còn có một người khác ảnh lý đại trang lỏng nhưng bừng tỉnh nguyên lai những cái kia côn trùng sợ hãi không phải hắn lý đại trang mà là trên người hắn hình bóng kia hắn máy móc quay đầu nhìn sang đã nhìn thấy trên lưng của mình toát ra nồng đậm màu vàng xanh lá hơi khói những này hơi khói ở trên đỉnh đầu hắn hợp thành một cái màu vàng xanh lá quái vật tựa như nằm sấp sau lưng hắn quái vật kia khi nhìn đến hắn quay tới về sau đối với hắn lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn nhe răng cười lý đại trang không nghĩ tới để cho mình đào thoát những cái kia côn trùng là càng kinh khủng đồ vật rốt cục chịu đựng không nổi lật ra một cái liếc mắt trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh quái vật kia gãi gãi trụi lũi chỉ có vài cọng tóc đầu không rõ vì sao nó đối chủ nhân nở nụ cười chủ nhân liền ngất đi một cái thân ảnh nho nhỏ trống rỗng xuất hiện giữa không trung sau đó hiện lên chữ lớn mặt hướng dưới mặt đất té xuống đón lấy nàng tại chỗ nhảy lên, xoa cái mũi nhìn xem phương hướng, liền hướng đồng thoại trấn đi tới, xuyên thấu qua tường vây có thể trông thấy phong cách khác lạ phòng ở, cho nên nàng biết nơi này hẳn là mục tiêu sở tại địa. Vừa tiếp cận đồng thoại trấn tường vây, nàng liền bị hai cái hiệp trợ người phát hiện, hai người một người gầy gò một người hơi mập, hơi mập hiệp trợ người đi tới, nửa ngồi tại bạch tiểu mật bên người, đối nàng mỉm cười thân thiện nói, tiểu muội muội, người đúng đúng đi lầm đường A, phía trước xảy ra sự cố nơi này tạm thời không thể tiếp cận đâu. Trong mắt hắn, Bạch Tiểu Mật liền là cái mặt bé thỏ trắng áo ngủ chạy khắp nơi đáng yêu tiểu nữ hài, cũng không có phát giác được Bạch Tiểu Mật là một cái dị loại. Đây là Bạch Tiểu Mật năng lực, nàng sẽ lấy nhất vô hại phương thức, xuất hiện tại bất luận người nào trước mặt, thực lực không bằng nàng, sẽ cảm thấy nàng mười phần đáng yêu, buông lỏng lòng cảnh giác, thực lực mạnh hơn nàng. Cái kia nàng liền là thật không có chút nào uy hiếp, Bạch Tiểu Mật kinh ngạc nhìn cái này hiệp trợ người liếc mắt, sau đó liếm môi một cái, nàng có chút đói bụng, mặc dù thu dung sở vẫn luôn cho nàng cung ứng ăn thịt, nhưng những cái kia nấu nướng qua ăn thịt, đối nàng hấp dẫn hoàn toàn không có con người sống sờ sờ lớn, thúc thúc, vừa rồi ta té bị thương chân, người có thế ôm ta về nhà sao, nhà ta chính ở đằng kia. Khóe mắt nàng ngậm lấy nước mắt, chỉ vào cách đó không xa một ngôi nhà nói, chương 318, trừng trị cùng lý tưởng, hơi mập hiệp trợ người nở nụ cười, đối gầy gò hiệp trợ giả thuyết ta trước tiên đem cô nương này đưa về nhà, ngươi giúp ta chầm chầm một hồi. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là phòng ngừa người bình thường ở phụ cận đây bị thương tổn, vì lẽ đó đưa Bạch Tiểu Mật về nhà cũng không tính tự ý rời vị trí. Nói xong, hắn liền ôm Bạch Tiểu Mật, hướng Bạch Tiểu Mật chỉ vào cái kia tòa nhà phòng ở đi đến, bị ôm Bạch Tiểu Mật con mắt đỏ thắm phản phất muốn thấm ra máu, hai cái răng cửa cũng dần dần duỗi dài, bị nhốt lâu như vậy, nàng cuối cùng muốn nếm đến huyết thực, chỉ cần đi qua cái kia góc tường, nàng liền xuống miệng chỉ ăn một người ôn văn là sẽ không biết đi chấm 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 thu dung sở bên trong một mực tại thông qua xiền xích này chú ý bạch tiểu mật hành động ôn văn hừ lạnh một tiếng hắn có thể thông qua xiền xích nhìn thấy bạch tiểu mật chỗ có thành tựu mà lại một khi bạch tiểu mật vi phạm ôn văn trước đó thiết định quy củ xiền xích còn sẽ tự động nhắc nhở ôn văn thậm chí có thể tự chủ làm ra trừng phạt cho dù nhốt thời gian dài như vậy nàng vẫn là phải đến chết không đổi a à xem ra muốn để những quái vật này trung thực nghe lời, chỉ bằng mượn giáo dục là không đủ, còn phải phối hợp lên bạo lực mới được, tay phải hắn hư nắm, đột nhiên về sau kéo một cái, xiền xích va chạm thanh âm trống rỗng xuất hiện, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy đầu hơi mờ xiền xích tại ôn văn trong lòng bàn tay xuất hiện, lần này ôn văn muốn cho bạch tiểu mật một cái khắc sâu giáo huấn để nàng không dám vi phạm mệnh lệnh của mình, tại ôn văn túng động xiền xích đồng thời, đang muốn ngoạm ăn bạch tiểu mật, cổ cùng tứ chi phía trên, đều đột nhiên hiện ra màu đen hơi mờ xiềng xích. Những này xiềng xích thật chặt ghiềm chặt thân thể của nàng, thậm chí hãm đi xuống tiếp cận 2cm sâu. Bạch tiểu mật hét thảm lên, tiếng kêu thê lương giống như là đợi làm thịt heo mập. Nàng tại hơi mập hiệp trợ người trong ngực mãnh liệt giải dụa, to lớn lực đạo để hiệp trợ người đều ôm không ngừng nàng. Rơi xuống đất về sau, tứ chi của nàng lấy một loại phương thức quỷ dị vạn vẹo, hiển nhiên đang chịu đựng nỗi đau đớn người thường không chịu nổi. Ta không dám, bỏ qua cho ta đi, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa, một bên kêu thảm, một bên cầu xin tha thứ, trực kích linh hồn đau đớn so trước đó ôn văn đem xiền xích đưa vào thân thể của nàng còn muốn đau nhức gấp trăm lần, da lông của nàng gốc rễ thậm chí đều rịn ra mồ hôi và máu, nghe bạch tiểu mật làm lòng người nát tiếng la khóc, hơi mập hiệp trợ người chân tay luống cúng, cái kia gầy gò hiệp trợ người cũng đối đồng bạn của hắn quăng tới ánh mắt bất thiện, ta đem đưa tiểu lô ly về nhà chuyện tốt để làm cho ngươi, ngươi vậy mà khi dễ người tràn diện một trận hết sức khó xử, nhưng chỉ gọi tầm 10 giây bên trong, Bạch Tiểu Mật liền yên tĩnh trở lại, nàng đau đớn chỉ kéo dài 10 giây, nhưng cảm giác lại rất dài rất dài. Đồng thời nàng lỗ tai dài bên trong truyền đến ôn văn lạnh lẽo thanh âm, chấp hành ta cho ngươi nhiệm vụ, lần sau ngươi dám lại không nghe lời, thời gian gấp bội, nàng run run một chút, không còn dám trình mò hiệp trợ người huyết nhục, rốt cục từ dưới đất bò dậy, thấy được nàng bò lên, hơi mập hiệp trợ người thở dài một hơi, Vạn nhất cô bé này xảy ra chuyện gì, hắn trong hội dây dứt, thúc thúc, thật xin lỗi, ta muốn đánh ngươi nữa. Hơi mập hiệp trợ người nghi hoặc nhìn cái này mới vừa rồi còn tại gào thảm tiểu nữ hài, nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Hắn lời còn chưa nói hết, Bạch Tiểu Mật liền một cước đá vào trên bụng của hắn, đau đớn kịch liệt để hắn quỳ rạp xuống đất không thể động đậy. Gầy gò hiệp trợ người nghĩ muốn đi qua hỗ trợ, nhưng Bạch Tiểu Mật chân đạp mạnh trên mặt đất cả người giống như là một đầu sông ra mặt nước giống như cá bơi nhảy lên, đâm vào cái kia hiệp trợ người trên đầu, lúc này đem hắn đụng ngất đi. Hai cái hiệp trợ người tại sai không kịp đề phòng phía dưới, rất đơn giản liền đã mất đi sức chiến đấu, tiếp lấy nàng liền không chút do dự nhảy vào đồng thoại trấn bên trong. Chấm chấm chấm. Tiêu tân lôi ngồi trên ghế, trên thân mang theo từ tinh thiết đúc thành nặng nề xiền xích, ngồi tại trước bàn ăn, một cái không có gương mặt hầu gái, tại từng ngụm cho ăn lấy nàng đồ vật. Cái này đã ngày thứ năm, ngươi còn muốn quan ta bao lâu, nhanh, cũng nhanh, lại có hai ngày, cái trấn này liền lại biến thành ta muốn nhìn thấy bộ dáng. Thân mặc đấu bồng màu đen, đem mặt che khuất nam nhân, ngồi tại dài mảnh bàn ăn một chỗ khác, dùng hai tay chống cái cầm nói, ngươi một mực tại nói ngươi muốn nhìn đến bộ dáng, đến cùng là cái gì? Tiêu tân lôi nhíu mày hỏi, trải qua mấy ngày quan sát, nàng phát hiện đối diện cái này cái nam nhân giống như cũng không lộ ra làm sao nóng nảy cái này trong trấn quái vật cũng dịu dàng ngoan ngoãn kinh người cùng nàng đã thấy quái vật đều hoàn toàn khác biệt nơi này quái dị hồ tại nếm thử sáng lập một loại trật tự mà không phải đơn giản giết chóc nhân loại như thế đại quy mô quái vật cùng nhân loại hỗn hợp vậy mà không nhìn thấy cùng một chỗ bạo lực sự kiện cái này tại tiêu tân lôi trong ấn tượng cơ hồ là không chuyện có thể xảy ra hiện tại thí nghiệm kỳ thật đã hoàn thành một nửa ta cũng không sợ cùng ngươi nói nam nhân ánh mắt phát sáng lên cùng hành ảm đồng dạng lóe sáng, hắn dùng nhẹ nhàng giọng nói nói, ta muốn sáng tạo một cái quái vật cùng nhân loại có thể cùng hài ở chung, cộng đồng sinh hoạt thế giới, đây không có khả năng. Tiêu tân lôi lập tức bác bỏ nói, xin hỏi ngươi là mấy tuổi hài tử à? Không, ngươi so với cái kia còn tại còn muốn ngây thơ. Tiêu tân lôi đem mặt liếc qua một bên, tỏ ý mình đã ăn no. Cái này ý tưởng của nam nhân căn bản chính là ý nghĩ hảo huyền, nhân loại cùng quái vật hoàn toàn liền là như nước với lửa hai loại đồ vật hài hòa ở chung đây là ngay cả học sinh tiểu học đều sẽ không nói ra miệng ngây thơ mà lời nói không khác thiên phương dạ đàm nhưng tiêu tân lôi nhìn xem nam nhân này ánh mắt liền biết hắn nói rất chân thành nghiêm túc đến coi này là làm lý tưởng mà ánh mắt của hắn là chân chính có cao thượng lý tưởng đồng thời nguyện ý phó chư vu hành động người ánh mắt nam nhân đối tiêu tân lôi phản ứng cũng không kinh hãi bởi vì hắn biết bất luận kẻ nào nghe được hắn ý nghĩ, cũng sẽ là bộ dáng này, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc giải thích nói, nhân loại cùng quái vật ở giữa tranh đấu, đã tại người bình thường không biết được tình huống dưới, kéo dài mấy ngàn năm mà lại chưa từng có dừng lại dấu hiệu, ngươi không cảm thấy, loại này vĩnh viễn sẽ không dừng lại chém giết, là một loại rất ngu xuẩn hành vi à, quái vật cũng tốt, nhân loại cũng tốt, tất cả đều là có trí khôn sinh vật, đã có trí khôn, cái kia liền có thể tiến hành giao lưu tiêu tân lôi cười nhạo nói giết chóc là quái vật bản năng coi như có thể giao lưu quái vật mục đích cuối cùng vẫn sẽ nghĩ đến giết chóc cùng nô dịch nhân loại nam nhân phản bác nói tại cái trấn này bên trong ngươi thấy qua quái vật tổn thương người khác à chỉ là ta không nhìn thấy mà thôi tại ta nhìn không thấy âm u nơi hẻo lánh giết chóc nhất định tại phát sinh tiêu tân lôi mười phần nói khẳng định tại bị nam nhân này bắt lấy trước đó nàng từng thấy qua cái này thị trấn tương lai nếu như không có ngoại lực can thiệp, tử vong liền là trong trấn chỗ có sinh vật kết cục. Nam nhân trầm mặt một chút, nhìn thấy cái kia, công chúa, tùy tiện giết chết một cái nhân chi về sau, hắn cũng không có lực lượng phản bác tiêu tân lôi. Thế là hắn chỉ có thể đắng chắc gượng cười hai tiếng, mỗi một cái nghe nói hắn, lý tưởng người, vô luận là quái vật còn là nhân loại, tất cả đều biểu thị khịt mũi coi thường. Nhưng hắn nhất định phải thúc đẩy chuyện này, nếu như làm không được, như vậy cho đến chết hắn đều ở cái thế giới này không có dung thân chỗ. Chương 319, Người sói cùng tiểu hồng mạo. Chương 319, Người sói cùng tiểu hồng mạo, quàng khăn đỏ. Nam nhân thở dài một tiếng nói, đồng thoại trấn tuyệt đại đa số nhân viên công tác, cùng một bộ phận dân trấn, tất cả đều là từ quái vật vai trò. Những quái vật này ở đây sinh sống thời gian 3 năm, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ lấy chứng minh, hài hòa chung sống là có thể thực hiện. Tiêu tân lôi vẫn như cũ không tin, có thể nhẫn nại ba năm, chỉ là vì càng lớn âm mưu miễn. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm đi từ bỏ tương đối tốt, chỉ có chúng ta những này phổ thông liệt ma nhân các ngươi còn có thể ứng đối, nhưng bây giờ cũng đã có du lịch liệt giả tại trên đường chạy tới, ngươi sẽ không là du lịch liệt giả đối thủ. Tiêu Tân Lôi muốn thuyết phục hắn, nếu như nam nhân này thu tay lại, khả năng bị vây ở chỗ này du khách không cần chết. Nam nhân lắc đầu, thanh âm thoáng có chút trào phúng, du lịch liệt giả. Ha ha, hết thảy tới hai người một cái danh hiệu gọi biến thái một cái khác gọi là đại thám tử hiện tại cũng đã nếm thử chui vào nơi này đi nhưng đây là vô dụng đại thám tử đã tại chúng ta giám thị bên trong biến thái mặc dù còn không có lộ diện nhưng chỉ cần hắn xuất hiện tại trong trấn chúng ta liền có thể biết đồng thoại trấn ôn hòa để các ngươi đánh giá thấp nơi này thực lực chỉ là hai cái du lịch liệt giả chỉ là chịu chết miễn chúng ta không cần kéo dài bao lâu hiện tại kế hoạch của ta lúc nào cũng có thể thành công trễ nhất liền là hai ngày sau nhất nhanh khả năng liền là tại hiện tại biến hóa có lẽ đã sinh ra nói xong nam nhân này quay người rời đi tiêu tân lôi bị vô diện nữ hầu theo bên cạnh bàn ăn kéo tiếp tục khóa lại nhìn xem nam nhân bóng lưng tiêu tân lôi thoáng có chút phát lạnh người này vì sao lại đối thợ săn hiệp hội động tỉnh quen thuộc như thế liền có mấy cái hiệp trợ người đến đều rõ như lòng bàn tay mà lại năm ngày này nơi đó thợ săn hiệp hội cơ hồ không có đối với nơi này tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Đây hết thảy tự hồ cũng chỉ hướng một cái khả năng, nhưng tiêu tân lôi lại cảm thấy khả năng này quá mức ý nghĩ hảo huyền. Chấm chấm chấm. Bạch tiểu mật tiến vào trong trấn, rơi trên mặt đất, hồng hồng con mắt bốn phía liếc nhìn liếc mắt, không có phát hiện chung quanh có người tại. Thế là nàng đem bàn tay tiếng bình màu trắng nhỏ trong váy, móc ra mấy cái nhảy nhót tưng bừng chuột, cùng một đầu to lớn giáp trùng đem những cái kia phổ thông nữ hài nhìn sẽ thét lên đồ vật ném xuống đất, nhìn xem bọn chúng phân tán tại mấy cái phương hướng về sau, nàng liền tự mình bắt đầu thăm dò, ông văn giao cho nàng nhiệm vụ, chỉ là để nàng xác minh tình huống nơi này, cũng không cho nàng xác thực mục tiêu, cho nên nàng thăm dò 10 phần theo tâm tình của mình. Trên đường nàng đụng phải mấy cái bài poker binh sĩ, nhưng những binh lính này khi nhìn đến lỗ tai của nàng cùng cái đuôi về sau, liền không có hỏi nhiều, tại cái trấn này lên, quái vật là thượng đẳng nhân, Bài poker binh sĩ thì là quái vật nhóm công cụ, mà nhân loại bình thường, mặc dù hữu cầu tất ứng, nhưng bọn hắn càng giống là quái vật nhóm sủng vật. Nàng chạy đến một cái cửa phòng trước, tiến đến cửa sổ hướng bên trong nhìn, ở bên trong ở là một nhà ba người người bình thường, bọn hắn ngay tại ăn điểm tâm, bàn ăn lên tất cả đều là cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Trên người mẫu thân đeo vàng đeo bạc, sau lưng của phụ thân thì có một tên tuyệt sắc nữ hầu, nhi tử gian phòng bên trong có chơi không hết đồ chơi bọn hắn một nhà ba miệng yêu cầu toàn đều chiếm được thỏa mãn bọn hắn không nghĩ tới từ nơi này rời đi rất về phần bọn hắn đều không cho là mình hiện tại là tại bị giam cầm ông văn đồng dạng nhìn thấy màn này cao mày những người bình thường này như thế nào thê thảm ta đều có thể lý giải có thế đãi ngộ như vậy so ở bên ngoài đều tốt đến nhiều a à? những quái vật kia mục đích đến cùng là cái gì đón lấy ông văn thúc đẩy bạch tiểu mật có nhìn mấy người nhà phát hiện bọn hắn đãi ngộ tất cả đều cơ bản giống nhau không ai cảm thấy nơi này là tại chịu khổ mỗi một nhà người bên trong đều nhất định nhất định có chí ít một cái quái vật mặc dù cái này nhất định là đang giám thị nhưng ít ra những quái vật này cũng tại vì những cư dân này phục vụ ôn văn nằm mơ cũng không nghĩ tới qua đồng thoại trấn bên trong sẽ là như thế này một bộ dáng cái này so thay ngang khắp đồng máu chảy phiêu chảy cối càng thêm để hắn chấn kinh cái kia mấy con chuột khôi lỗi giáp trùng cũng đều truyền đến cùng loại tình báo nếu như nơi này không có nhiều đến lệnh người da đầu tê giải quái vật như vậy nơi này cư dân hạnh phúc độ thậm chí muốn so rất nhiều điển hình thị trấn cao hơn nơi này cùng quan phổ trấn còn khác biệt quan phổ trấn cư dân là bị mê hoặc về sau chết lặng mà nơi này cư dân bọn hắn là thật bởi vì cực hạn hưởng thụ mà không muốn rời khỏi nơi này đến cùng là vì cái gì mục đích của bọn hắn là cái gì lúc này formal tên hỗn đảng kia nếu là tại liền tốt đáng chết quên muốn số điện thoại của hắn tại ông văn thúc đẩy bạch tiểu mật bốn phía quan sát thời điểm một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đứng tại một chỗ trên nóc nhà lạnh lùng nhìn chằm chằm bạch tiểu mật thân ảnh cao lớn là một đầu cường tráng người sói trên đầu của nó cuốn lấy một đầu xinh đẹp hoa khăn quàng cổ nhìn lại có như vậy một tia hiền lành nhưng không nên bị bề ngoài của nó lừa theo nó nhìn xem bạch tiểu mật chảy ra nước bọt bộ dáng cũng có thể thấy được gia hỏa này không phải một kẻ lương thiện một cái khác thì là mặt màu đỏ áo dài, mang theo mũ trùng tiểu nữ hài, tuổi của nàng nhìn cùng bạch tiểu mật không sai biệt lắm, nhưng trên mặt lạnh lùng như băng, nhỏ. Tiểu hồng mạo, cái này con thỏ không phải trong trấn, ta có thể ăn nàng sao? Người sói giọng nói thấp kém mà nói, không phải trong trấn, đó chính là gian tế, ngươi tùy tiện. Bất quá, động tĩnh không nên quá lớn, quốc vương bệ hạ không thích để thị trấn rối loạn lên. Tiểu hồng mạo lạnh giọng nói, bà ngoại nhất định sẽ chú ý ngươi yên tâm chỉ là một đầu tai họa cấp tạp ngư nếu như ngươi không giải quyết được ta liền lột da của ngươi ra để người khác tới làm ta bà ngoại tiểu hồng mạo thả một câu lời hung ác liền từ trên lầu nhảy xuống mà cái kia sói bà ngoại thì đối tròn trịa mặt trăng phát ra rất nhỏ giọng sói tru cùng loại hắc xi si tiếng kêu tại tiểu hồng mạo bên người chờ đợi ba năm về sau nó cũng không dám lớn tiếng gào nó chỉ là một con người sói không phải cái gì bà ngoại Bắt con mồi là thiên tính của nó. Nhưng ngày này tính bị khủng bố tiểu hồng mạo bị đè nén 3 năm. Cũng nên phóng thích một chút. Mà lúc này, bạch tiểu mật còn không biết mình đã bị một con người sói để mắc tới. Ôn văn dùng cũng là bạch tiểu mật thị giác. Càng thêm không nhìn thấy bạch tiểu mật gặp cái gì. Đi tới, đi tới. Bạch tiểu mật phát hiện một cái không phòng. Nàng rất nghĩ vào xem. Nhưng bị ôn văn ngăn lại. Ở trong loại hoàn cảnh này, phòng trống muốn xa so với có người phòng ở nguy hiểm nhiều nơi này có thăm dò giá trị nhưng thăm dò cần cảnh giác nàng đang chuẩn bị dựa theo ôn văn cung cấp trình tự thăm dò gian phòng kia trên người lông tóc liền dựng lên làm làm một con tại tề linh sơn mạch lớn lên quái vật bạch tiểu mật biết loại cảm giác này ý vị như thế nào nàng bị thiên địch theo dõi thế là nàng hai chân dùng sức đột nhiên đá đạp một cái nhảy rời tại chỗ mà liền sau đó một khắc một đầu to lớn người sói theo trên nóc nhà nhảy xuống đưa nàng lúc đầu sở tại địa ném ra một cái hố to giữ tợn nhìn xem nàng, chảy ra tanh hôi nước bọt, mà bạch tiểu mật hai chân, thoáng có chút run rẩy sói là thỏ thiên địch, đồng cấp người sói nàng đều không thể ứng đối, mà cái này con người sói có tai hại cấp thực lực, chương 320, ách vận thủ vệ, con thỏ nhỏ, để bà ngoại thật tốt thương thương ngươi đi, người sói hung mảnh hướng bạch tiểu mật nhào tới, mặc dù nó là một đầu nam tính người sói, nhưng rất hiển nhiên nó đã thích ứng bà ngoại nhân vật này, bạch tiểu mật đột nhiên hướng người sói đá đạp lung tung một cước nàng lực lượng mạnh nhất liền là bật lên năng lực đây coi như là con thỏ nhóm chủng tộc thiên phú ông văn từng hoài nghi tới lâm lộ cái kia hai cái đùi như vậy có thế đá năng lực của nàng phải cùng con thỏ có quan hệ nhưng nàng một cước chỉ làm cho người sói lui về sau hai bước nó giải thích cơ bắp có thể không nhìn loại trình độ này đá đạp lung tung trừ răng độc tố bên ngoài người sói toàn bộ năng lực chiến đấu đều đến từ nó thân thể cường hãn vô luận là sức chịu đòn vẫn là năng lực công kích, người sói tại ngang cấp quái vật bên trong đều là đứng đầu, thấy công kích vô hiệu, bạch tiểu mật lộ ra tuyệt vọng thần sắc, vừa rồi vì tránh thoát người sói lần công kích thứ nhất, nàng lui lại đến cái này cửa phòng, tương đương với bị người sói ngăn ở nơi này, căn bản là không có cách ỷ vào tốc độ đào thoát, ngay lúc sắp bị người sói bắt lấy, nàng cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp trốn cái phòng này, sau đó đem khóa cửa ở lúc đầu nàng chỉ chuẩn bị mượn môn này đơn giản ngăn cản một chút cái này con người sói thật không nghĩ đến người sói này vậy mà thật bị môn này ngăn chặn nhìn nó phẫn nộ bộ dáng nó giống như cũng không là e ngại phòng này bên trong đồ vật mà là đơn thuần không muốn dựa vào lực lượng khổng lồ phá hư cái phòng này toàn bộ thị trấn kiến trúc đều là vương thất tài sản nếu như nó tùy tiện phá hư lại nhận cái kia kinh khủng tiểu hồng mạo trách phạt có thế bỏ qua cái này con thỏ cũng là không thể nào nó nằm sấp tại cửa ra vào giữ tận nói con thỏ nhỏ ngoan ngoãn đem cửa mở ra mau mở cửa ra ta muốn vào đến bạch tiểu mật đối người sói này lật ra một cái liếc mắt nàng lại không ngốc mới sẽ không mở ra đâu không ra không ra ta liền không ra ngươi người xấu này vào không được thu được tạm thời an toàn về sau nàng liền thông qua xiềng xích hướng ôn văn cầu viện mặc dù người sói kia nhìn như bị môn này chặn nhưng chỉ cần nó nghĩ tùy thời có thế tiến đến bắt lấy bạch tiểu mật nhưng nàng cầu viện ôn văn cũng không có đáp lại lúc này ôn văn chính tại do dự hiện tại hắn có hai lựa chọn cái thứ nhất là căn cứ xiềng xích cùng bạch tiểu mật liên hệ trực tiếp tiến vào đồng thoại trấn nhẹ nhõm đem cái kia con người sói tách rời ôn văn có thể thông qua xiềng xích giáng lâm đến bị hắn điều khiển quái vật bên người đây là theo ôn lệ nơi đó giành được năng lực cùng thu dung sở năng lực kết hợp về sau xuất hiện năng lực mới bất quá cứ như vậy ông văn liền xem như tiến vào đồng thoại trấn tại không có thăm dò rõ ràng đồng thoại trấn nội tình tình huống dưới dạng này tiến vào quá mức lỗ mãn ít nhất phải có chạy trốn nắm chắc mới có thể đi vào lựa chọn thứ hai liền là đem bạch tiểu mật thu hồi thu dung sở sau đó để nàng lần nữa tiến vào thăm dò dạng này mặc dù sẽ lãng phí một chút thời gian nhưng là lựa chọn tốt nhất mắt thấy mặt ngoài người sói càng ngày càng chịu đựng không nổi đã tại chuẩn bị bạo lực phá hư cái phòng này thời điểm ông văn đột nhiên theo bạch tiểu mật trong tầm mắt thấy được một cái thân ảnh quen thuộc mà nhìn xem người kia động tác ông văn mỉm cười thông qua xiền xích nói với bạch tiểu mật ngươi lại nghĩ biện pháp kiên trì một hồi rất nhanh liền tốt sau khi nói xong ông văn trực tiếp thuấn di đến tai họa khu số 3 nhà tù cũng chính là thực hữu yêu trong phòng giam thực hữu yêu vẫn như củ ngơ ngác đứng mà ông văn cũng không có hỏi thăm nó ý tứ trực tiếp đem xiền xích cắm vào thực hữu yêu trong thân thể mặc dù thực hữu yêu sẽ không phản kháng nhưng cắm vào vẫn là cần thời gian nhất định nếu như trong đoạn thời gian này thực hữu yêu chịu không được như vậy ôn văn liền sẽ cưỡng ép đem bạch tiểu mật kéo vào thu dung sở mặc dù bạch tiểu mật thực lực không mạnh nhưng nàng dù sao cũng là ôn văn đồ vật cũng không thể hao tổn tại một đầu thô lỗ người sói trong tay tỉnh lại lần nữa về sau lý đại trang phát phát hiện mình còn nằm lúc trước cái nhà kia bên trong hắn mãnh lực nện một cái suy nghĩ nhìn lại một chút khắp nơi trên đất côn trùng thi thể là hắn biết đây hết thảy đều không phải nằm mơ trước đó gặp phải hết thảy đều là thật tại hắn xung quanh có một đống côn trùng thi thể mà cổ kia ngực bị đâm xuyên thi thể lúc này đã biến mất xem ra tại hắn ngủ thời điểm những cái kia côn trùng đã đem cổ thi thể kia gặm sạch bất quá vì cái gì chính hắn lông tóc không tổn hao gì hắn nhưng là nhớ rõ tại hắn hôn mê trước đó bị một đầu kinh khủng quái vật để mắt tới vì sao hiện tại hắn bình yên vô sự đâu đang nghĩ ngợi con quái vật kia lý đại trang liền hoảng sợ phát hiện sau lưng của mình giống như tuôn ra rơi ra cái gì vậy tiếp lấy một cái vàng lục giao nhau quái vật liền theo bờ vai của hắn chỗ vòng qua đến ra xuất hiện ở trước mặt của hắn người chủ nhân tốt sơ lần gặp gỡ ta là của ngài ách vận thủ vệ quái vật kia ấp a ấp úng nói từ thổ hoàng sắc cùng thổ lục sắc tạo thành thân thể nhìn lâu sẽ để cho người có rất mạnh cảm giác buồn nôn ta ách vận thủ vệ. Ngươi còn quản ta gọi chủ nhân, đây là có chuyện gì? Lý Đại Trang có chút mộng, không rõ đây là có chuyện gì, ách vận thủ vệ nói tiếp, ta là lực lượng của ngươi. Ngươi có thể ra lệnh cho ta. Chiến đấu, trải qua một phen chật vật sau khi trao đổi, Lý Đại Trang mới hiểu được cái này ách vận thủ vệ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc trước hắn ảo tưởng đồng dạng, thật sự là hắn đã thức tỉnh siêu năng lực, bất quá cái này siêu năng lực cùng hắn trong tưởng tượng không giống cái này siêu năng lực giống như là một cái nghe theo hắn ra lệnh binh sĩ tại hắn không hạ mệnh lệnh thời điểm năng lực này sẽ tự phát bảo hộ hắn mà tại hạ mệnh lệnh về sau ách vận thủ vệ sẽ nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của hắn ách vận thủ vệ hoặc là nói lý đại trang năng lực của mình là điều khiển vận rủi thông qua công kích để cho địch nhân nhiễm phải khó mà thanh tẩy vận rủi mặc dù chính diện năng lực chiến đấu không mạnh nhưng có thể phát huy ra tác dụng lại rất to lớn mà tại đưa cho người khác vận rủi đồng thời lý đại trang vận khí của mình lại sẽ trở nên rất tốt tại trở thành siêu năng giả về sau lý đại trang cũng hồi tưởng lại trước đó bị ký ức tiêu trừ khí rửa đi ký ức theo xuất sinh lên vận khí của hắn liền phi thường không tốt gặp thường đến các loại chuyện kinh khủng nhưng cuối cùng tất cả đều biến nguy thành an mà những ký ức này bên trong kinh khủng nhất một bộ phận tất cả đều bị thợ săn hiệp hội dùng ký ức tiêu trừ khí tiêu trừ, vì lẽ đó lúc trước hắn mới có thể cuộc sống bình thường, không có thức tỉnh hắn, may mắn cùng vận rủi tất cả đều bản thân hắn lên, cho nên mới sẽ có như thế kỳ quái tao ngộ, mà thức tỉnh về sau, vận rủi bộ phận phân ra đến, xuất hiện một cái ách vận thủ vệ, theo lúc này lên hắn mới có thể thật may mắn một chút, hiểu rõ năng lực của mình về sau, Lý Đại Trang buồn rầu nhìn một chút trên người mình mất mô bao da, cái này bao da lại xấu vừa nát nặng, hắn là thật không muốn mặc nhưng là bây giờ hắn chỉ có cái này một thân coi là làm quần áo bao da trở xuống cái gì cũng không có vì lẽ đó cũng chỉ có thể dạng này như là đã khôi phục ký ức hắn tự nhiên liền nghĩ tới lúc trước ý đồ cảnh cáo hắn nhưng cuối cùng lại bị nắm trở về tiêu tân lôi cùng cùng mình cùng một chỗ lâm vào đồng thoại trấn bên trong đào văn đào văn trước đó rất nhiều lần tao ngộ nguy hiểm đều là ta liên lụy vì lẽ đó lần này ta nhất định phải dẫn hắn ra ngoài